Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hà Thu xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm chóe với dung tích 60 lít, chiều cao 68 cm, họa tiết cổ đồ, được chế tác với cốt liệu sứ cao cấp, sứ sang thượng hạng của Cương Duyên ạ. Tác phẩm khắc họa hình thái của họa tiết cổ đồ được thể hiện trên tác phẩm với những bảo vật quý trong thư phòng xưa, gợi cho chúng ta về những giá trị tinh hoa, văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đồ án họa tiết cổ đồ trên tác phẩm thể hiện hoa mẫu đơn biểu tượng cho sự phú quý cát tường, hoa thủy tiên, hoa cúc là biểu tượng cho sự trường tồn, dài lâu, bình an. Ở trên đây thì có họa tiết quả thạch nịu là biểu tượng cho chữ phúc. Bên cạnh đó thì với những đường diềm được khắc họa hình thái của hoa cúc là sự kết nối cho những sự may mắn, mang lại cho gia chủ những linh khí tốt. Bên trái thì sẽ có họa tiết hoa đào. Hoa đào là biểu tượng cho sự trường xuân, phú quý, sự sinh sôi nảy nở, mong muốn cho cuộc sống luôn luôn được ấm lo, hạnh phúc. Họa tiết cổ đồ không chỉ khơi gợi cho chúng ta nhớ về những vật phẩm tinh xảo mang linh khí trong lịch sử được khắc họa trên tác phẩm, mà nó còn thể hiện cho chúng ta những sự gìn giữ, phát huy truyền thống gia giáo trong gia đình truyền thống Việt Nam xưa. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, vạn vật có thể thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi trong nền văn hóa Việt Nam thì không thể thay đổi, đó là giá trị về đạo đức, chuẩn mực trong gia đình của người Việt. Đồ án chóe cổ đồ thường được trưng bày ở không gian thờ tự, hoặc quý vị có thể lựa chọn cho những không gian thiền, cổ kính hoặc không gian phòng khách mang lối truyền thống. Đề án chóe lam cổ đồ được chế tác với sắc lam thượng hạng của xứ Cương Duyên, kết hợp với nét hài hòa tinh tế từ nét vẽ thủ công dưới bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân gắn bó lâu năm với Cương Duyên trên con đường phát triển. Trưng bày cặp tác phẩm chóe lam cổ đồ mang lại cho quý vị nét đẹp trong không gian gia đình, sang trọng, tinh tế, trang nhã và mang lại nguồn năng lượng tốt cho gia đình bạn. Để tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm chóe lam cổ đồ sứ sang thượng hạng của Cương Duyên, kính mời quý vị hãy ghé thăm hệ thống xưởng chế tác và nhà cây gốm sứ Cương Duyên tại khu công nghiệp Bát Tràng, hoặc liên hệ với số hotline 0968 505 268 để được những chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất ạ. Hà Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Cương Duyên. Xin chào và hẹn gặp lại.